lá dứa để lấy màu nha mọi người. Này là chắc là nhỏ sắc chuối cho heo ăn nhiều lắm anh. Sắc chuối hay cho muống? Trời ơi, cho muống chuối vậy hả? Dịch heo gì cũng có anh. Nấm đông cô. Này mình cũng xào phải không chị? Thịt và gan làm nhân bánh tét thơm quá. Hồi nãy là ướp, là bây giờ là xào nhân nha mọi người. Gan nè, thịt nè. Thịt này là thịt nạc dăm nha, có mỡ, có thịt. Gan, hành tím, hành lá, gia vị, thơm quá. Một chảo nhân cho 200 đòn bánh tét. Thịt xăng gan. Thơm. Em thấy người ta làm như người ta để thịt sống chị. Thịt sống không có được. Nguyên một cái thao á, nguyên một cái thao cái người ta để cái thao thịt sống đó. Đó, thịt sống mình ăn hoài đó. Ví dụ ai cho đó. Còn nhà mình làm là mình xào chín. Nếp cũng xào luôn. Xong chương trình gói bánh tét thì bây giờ là tới chương trình gói bánh nướng.
dây nó cũng đậu đậu lên không? Hấp bánh nha mọi người. Đây, một cái nồi bánh rất là to. Bên đây một nồi nhỏ. Đây là hai nồi bếp đang luộc bánh tét nha mọi người. Ra lò nè. Nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Bánh ra lò nè.